Đường đua Sau Việt 2023 đã lộ diện những ngôi sao xuất sắc cán đích sớm. Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ xin được trân trọng chúc mừng trưởng ban Nguyễn Thị Hồng Hương, ban Cầu Giấy 01, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đạt một vé Bạch Kim Premier. Trân trọng chúc mừng trưởng nhóm Lê Hoài Phương, nhóm Cầu Giấy 14, ban Cầu Giấy 01, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đạt hai vé Kim Cương. Trân trọng chúc mừng trưởng nhóm Tạ Minh Trường, nhóm Hà Nội 5K313, ban Hà Nội 5K3, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đạt một vé vàng. Trân trọng chúc mừng trưởng nhóm Vũ Thị Loan, nhóm Trực Ninh mới, ban Trực Ninh, Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định đạt một vé vàng. Hạng mục Sao Việt cá nhân, xin được chúc mừng tư vấn tài chính Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, nhóm Cầu Giấy 14, ban Cầu Giấy 01, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đạt hai vé Kim Cương. Xin được chúc mừng trưởng nhóm Hoàng Thị Thúy Hoa, nhóm KD2.2, ban Kinh doanh số 2, Bảo Việt Nhân Thọ Vĩnh Phúc đạt một vé Bạch Kim Premier. Trân trọng chúc mừng tư vấn tài chính Mai Thị Nguyệt, nhóm Hà Đông 1, ban Hà Đông, Bảo Việt Nhân Thọ Đông Đô với một vé Bạch Kim. Trân trọng chúc mừng tư vấn tài chính Lê Thanh Tùng, nhóm Hà Nội 5K320, ban Hà Nội 5K3, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đạt một vé vàng. Chúc mừng tư vấn tài chính Nguyễn Thị Minh Huyền, nhóm Hà Nội 5K320, ban Hà Nội 5K3, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đạt một vé vàng. Chúc mừng trưởng nhóm Nguyễn Đức Hạnh, nhóm Thực Chiến, ban Toàn Tâm, Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng đạt một vé vàng. Chúc mừng trưởng nhóm Hồ Thanh Hải, nhóm Ánh Dương, ban Thượng Hải, Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đạt một vé vàng. Trân trọng chúc mừng tư vấn tài chính Hoàng Văn Thắng, nhóm Hoàng Hiền, ban Ngọc Khanh, Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An đạt một vé vàng. Chúc mừng tư vấn tài chính Đỗ Thị Sen, ban Ngọc Trai, Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai đạt một vé vàng. Trân trọng chúc mừng tư vấn tài chính Nguyễn Thị Hạnh, nhóm Tiên Du 1, ban Từ Sơn, Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Ninh đạt một vé vàng. Chúc mừng tư vấn tài chính Thái Thị Hồng Loan, nhóm Niềm Tin, ban Cao Lãnh 1, Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp đạt một vé vàng. Chúc mừng tư vấn tài chính Nguyễn Thị Thu Hằng, ban Bình Sơn 2, Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Ngãi đạt một vé vàng. Chúc mừng tư vấn tài chính Lê An Thái, nhóm Sao Quyết Thắng, ban Sao Quyết Thắng, Bảo Việt Nhân Thọ Phú Thọ đạt một vé vàng. Trân trọng chúc mừng tư vấn tài chính Phạm Thị Bích Duy, nhóm Văn phòng Công ty 01, Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh đạt một vé vàng. Trân trọng chúc mừng tư vấn tài chính Lê Thị Mỹ Lệ, nhóm Tâm Phát, ban Khánh Hòa 3, Bảo Việt Nhân Thọ Khánh Hòa đạt một vé vàng. Chúc mừng những ngôi sao xuất sắc, chúc các anh chị sẽ tiếp tục tỏa sáng và thăng hạng trên đường đua Sao Việt 2023.